cho mẹ có thể xem được cái này thì hãy liên lạc về với gia đình, tại vì mình là gia đình mà đâu có gì phải là giấu giếm với nhau đâu, có gì có khó khăn hay là có bất cứ cái hay là thiếu nợ hay là vấn đề về sức khỏe gì nữa thì hãy chia sẻ với nhau chứ không nên mà phải giấu giếm gì vậy. Tôi cũng nhắn về nếu mà em có gặp được cái xem được cái thông tin này thì em cũng về mẹ già, mẹ già mẹ đang bệnh yếu, em thì có hai đứa em nhỏ, em còn một đứa em gần ngay trường, cái giá gần trường, em cũng xin thưa quý vị, xin thưa cả nhà, hôm nay sư Dũng đang có mặt tại thị trấn Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp. Sư Dũng hôm nay cùng với anh ca sĩ Tuấn Vĩ đến đây vì một cái cuộc gọi và nhắn tin của một người chồng hiện tại bây giờ đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Đó là anh đang có một cái tâm sự nỗi niềm về trường hợp là người vợ của anh đã mất tích cách đây một thời gian. Anh cũng đã trình báo cái sự việc này đến với cơ quan chức năng, cơ quan công an rồi. Tuy nhiên thì thời gian qua thì vẫn bật vô âm tín, không có cái thông tin gì về người vợ của mình. Hiện tại bây giờ gia đình bản thân anh cùng với các con và gia đình người thân đang rất lo lắng, không biết là có chuyện gì xảy ra với người vợ, người mẹ của mình. Và sau đây thì sư Dũng xin mời quý vị đến với câu chuyện của gia đình anh Sơn. Quý vị nhé. Đây, quý vị, anh áo xanh trước mặt quý vị đây, đó là anh Sơn và hai bên là hai người con. Anh Sơn có thể kể cho em được lý do vì sao mà anh cần đến sự giúp đỡ của kênh tin nóng tình nhân không ạ? Dạ, thì vừa qua thì gia đình cũng có vợ, một vợ thì cũng rất thương gia đình, cũng muốn đi lên Sài Gòn để tìm một cái việc làm vì gia đình rất khó khăn. Dạ. Đi làm thì thời gian đầu thì cũng rất ổn, khoảng hơn 3 tháng Dạ. thì mất tích do một cái người chủ người ta nhắn điện thoại xuống lúc nửa đêm, người ta báo là vợ đã bỏ đi khỏi nơi ở đó Dạ. khoảng nửa đêm á. Dạ. Rồi lúc đó thì người chủ đó người ta điện lại, người ta cũng nói là không liên lạc được. Dạ. Rồi bản thân mình đó thì cũng chờ đợi vợ tới sáng, điện thoại rất nhiều, nhắn tin cũng rất nhiều nhưng mà không không có liên lạc được. Dạ. Mà tới ngày hôm nay cả gia đình thì anh em thì 9-10 người nhưng mà cũng nhắn tin và điện thoại rất nhiều nhưng mà không có liên lạc được. Dạ. Thế thì anh có thể chia sẻ cho em được biết rằng là cái ngày mà chị đi làm á, là vào ngày tháng chính xác á, cụ thể là ngày tháng nào và làm cho ở chỗ nào anh có biết không? Bước đầu tiên á, thì vợ nó có xin đi làm, nó nói hoàn cảnh giờ thì ở dưới quê mình thì buôn bán thì cũng hơi ế ẩm. Trước kia vợ nó làm nghề buôn bán ở dưới phế liệu ở dưới đây, Dạ. nói buôn bán rồi bây giờ thời gian này buôn bán nó cũng hơi hơi khó khăn, nó ít đồng lời, Dạ. nó xin ý kiến để đi Sài Gòn làm để có thu nhập lo cho gia đình. Dạ. Thì lúc đó là tôi nhớ là khoảng khoảng ngày khoảng nửa tháng 6 âm lịch. Nửa tháng 6 nhà, nhưng được. mà không mình không có cho vợ đi, mình khuyên nó thôi ở dưới này gán cầm cự bằng ít chút nhưng mà nó được gần gũi gia đình. Rồi vợ nó cũng nói gì rồi hôm đó tự nhiên lấy quần áo rồi đi chốt chỉ dạng như trốn đi Dạ. đi nhưng mà sau rồi mình cũng đi tìm tìm rồi biết được là vợ nó làm ở cho một cái khách sạn là Phúc Đức ở hẻm Nguyễn Trãi Dạ. ở quận nhất Dạ. gần chỗ công viên 23 tháng 9 thì
Dạ. Thì mình có lên đó, mình cũng khuyên vợ nó thôi giờ làm hết tháng đi rồi về để kiếm công việc ở dưới quê mình làm, tuy rằng lương nó thấp một chút nhưng mà nó được gần gũi gia đình, con cái cũng dạy dỗ cho hai đứa nhỏ phụ. Dạ. Nhưng vợ nó cũng hứa nó về, rồi hai chồng cùng về, về quê thì sống được khoảng tuần lễ, mình đi làm ngày thương hồ, mình đi làm. Vợ ở nhà nó cũng lại xách gói nó đi nữa. Dạ. Làm sao này nó đi, nó lấy theo một chiếc xe mà nó đi thì nó tắt máy, nó không cho liên lạc được. Rồi cái lên xong rồi mình cũng hỏi thăm là nó nhắn tin, nó điện thoại về nhà là nó báo nó có công việc làm ổn định là ở số 42, 402 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. Dạ. Ở gần ngã tư Cao Thắng. Đó là mình có lên đó, có dẫn thằng con này nhỏ này lên đó thăm một lần. Dạ. Mình lên thì hai ba lần mình lên thăm rồi mình về, thì gia đình nó cũng thấy vợ nó làm cũng rất ổn định, lương tháng thì nó báo lại cho mình là lương tháng 6 triệu, người ta bao ở ngủ tại chỗ, thấy cơ sở đó chỗ quán đó làm cũng được. Dạ. Chung thì mình thấy cũng an tâm, vợ nó cũng có chỗ ổn định rồi mình cũng an tâm đi. Dạ. Nhà dưới này mình cũng làm nuôi hai nhỏ thì tính không có chuyện gì xảy ra. Rồi sau cái ngày mùng bảy tháng 10 âm lịch năm 2009 thì vợ nó có về thăm nhà, nó nói thôi để nó về thăm nhà đi, hổng gà cũng gần 2 tháng thôi về thăm nhà. Thì về đây là ngày mùng 7 tháng 10 2019 âm lịch. Yeah. Rồi về đây thì chơi được 5 ngày, năm ngày gia đình rất vui vẻ, có làm sinh nhật cho đứa con. Dạ. Xuống tặng để mình theo làm sinh nhật cho đứa con, thì vợ nó nói thôi để nó cũng gắng cố gắng, từ đó từ tháng 10 cho tới Tết thì còn khoảng 2 tháng nữa, hơn 2 tháng. Dạ. Thì lên chỗ làm cũ thì cố gắng làm tới Tết, rồi Tết về luôn. Dạ. Về dưới này để cho trọn vẹn năm mới, làm ăn dưới này trọn vẹn dưới này luôn, thì mình thấy gia đình rồi cũng hứa hẹn rồi cũng rất tốt. Thôi mình cũng đưa nó ra bến xe ngoài chợ nè, đi lên cái chợ đó thì nó có điện về nó báo là đã tới bến xe miền Tây. Yeah. Mình cũng mừng rồi. Yeah. Nhưng mà trong 3 ngày đầu là nó không lại chỗ làm, chiều hôm đó mình có điện lên cho cái người chị chủ chỉ nói nó chưa có lên tới, trong 3 ngày đó là không có lại chỗ làm. 3 ngày sau mới trở lại chỗ làm, đó là buổi trưa chủ nhật, là đúng 3 ngày, là đi ngày 1 xuất phát đi là sáng 11 tháng 10 âm lịch, là cách 3 ngày là nó mới tới chỗ làm lại. Là chị chủ tôi nói nó tới hồi trưa, là chiều đó là mình có điện cho vợ hỏi thăm thì sức khỏe nó rất tốt, bình thường không có vấn đề gì, nó rất là khỏe. Nó nói đi công việc thì hôm nay mới trở lại làm, thì nó nói thôi gắng cố gắng làm tới Tết thì về, thì nó cũng hứa hẹn nó thôi chồng ở nhà gắng cố gắng lo cho sức khỏe, cách nó gì luôn. Dạ. Yeah. Thì ở Đà Lạt khoảng 4 ngày gì đó, là tới ngày khoảng ngày 18 tháng 10 âm lịch, là chị chủ chị báo về là mất liên lạc rồi đó. Dạ. Tới giờ. Tới giờ luôn. Tức là từ tháng 10 âm lịch đến giờ. Mà cả nửa tháng 10 âm lịch. Nửa tháng 10 âm lịch đến giờ. Và tính ra thì cũng phải hơn 3 tháng rồi. Biệt bạn cô âm tính. Nó đi tổng cộng là hơn 6 tháng. Dạ. Hơn 6 tháng rồi. Bây giờ là hơn 6 tháng rồi. À. Hơn 6 tháng mà trong 6 tháng 3 tháng đầu thì nó có gửi chuyển khoản nhờ một cái người đàn ông tên Diễm. Dạ. Chuyển khoản về cho mình qua ngân hàng Sa Tân Đông, thì mình nhận được 2 lần, mỗi lần 3 triệu. Dạ. Nhưng mà rất là khó khăn, nó chuyển rất là khó khăn. Vì vậy tình hình là tiền không có, chứ không phải là làm ở bên khách sạn đó, bên khách sạn Phúc Đức ở ngay chỗ hẻm Nguyễn Trãi, là chính mình có lên tới chỗ đó có ngồi nói chuyện với hai chồng người chủ đó. Dạ. Là trả lương 1 tháng 8 triệu, mà nó làm được 1 tháng 29 ngày. Dạ. Làm đúng 29 ngày người ta trả tiền mà về cũng mất tiền rồi. Quán sau này là cái quán ăn. Quán ăn đó thì làm bên đó là mình hỏi ngay chị chủ, chị trả lương tháng 6 triệu. Nhưng mà ý em hỏi là cái đoàn mà trước khi mà chị mất tích là chị đang làm ở quán ăn. Đúng rồi. Dạ. Ở 402. Dạ.
đường điểm quán đó là quán ăn cơm hay Tân Hiền, quán phở Tân Hiền. Nếu ở ngã 7 đi vô, ngã 7 đi vô qua ngã tư Cao Thắng nằm mé tay trái. Dạ. Quán tên Phở Hiền. Dạ. Cái quán cái bảng nó màu đen đen. Dạ, rồi. Xanh đen. À cái theo anh á và gia đình thì có suy nghĩ rằng là hiện tại bây giờ thì lý do mà chị mất tích là theo cái quan điểm bây giờ gia đình bây giờ cho em biết được không? Cái về cái tình cảm của vợ chồng á, sống ở địa phương đây thì vợ rất là giỏi, mà nó rất là tốt. À, nói chung ở địa phương này nó cũng không có lăng nhăng gì. À, sống trước giờ vợ chồng nó nói chung thì sinh được hai mặt con, yeah. Sống mà nhà cửa hạnh phúc về cũng không có vấn đề gì. Yeah. Nhưng mà vợ chồng thì cũng có chuyện nói cự cãi qua lại thôi, nhưng yeah. mà nó cũng không có cái gì mà để gọi là vợ chồng phải bỏ đi đứt được. Yeah. Không có đứt đoạn gì được. Ví dụ như giờ tại vì ở bên vợ đó thì mình sống bên vợ, nhưng mà nếu mình làm sai yeah. với vợ thì cũng còn anh em đồng họ với yeah. vợ, người ta xét xử mình. Yeah. Rồi nói chung mình sống ở địa phương này trước vợ thì chính không có làm cái chuyện gì mà để địa phương nó kêu gọi mình. Vậy thì theo quan điểm của anh ấy, thì lý do gì mà chị phải bỏ đi hoặc là mất tích như vậy? Theo tại vì đó. Tức là ý em hỏi đây là nói gì đó, đơn giản là theo anh là hiện tại bây giờ là chị bị mất tích. Hay là chị bỏ đi? Hay không biết đó là chắc có lẽ là không hiểu về vấn đề, không nghĩ nghiêng về vấn đề bất cấp, nhưng mà nghiêng về vấn đề một cái chuyện gì đó mà bỏ đi. Tức là chị không phải là bị mất tích theo kiểu như gì đó mà theo là quan suy nghĩ là còn sống. Dạ. Yeah. Còn sống. Không rồi, dạ mất tích là cái từ mất tích nữa là thì nó cũng phải là ấy đâu rồi. Tức là còn sống và chị bỏ đi. Tại đi vì làm. Theo cái câu chuyện của anh ban đầu á, là khi mà chị đã muốn đi dừng công việc ở đây đi làm. Dạ. Và không được sự đồng ý đồng thuận của gia đình. Dạ. Của anh và các cháu, đúng không? Tức là không muốn mẹ đi, cũng muốn vợ đi, muốn ở nhà đây thôi. Dạ. Nhưng mà chị vẫn quyết tâm đi. Dạ. Đi 3 lần. Đi 3 lần, dạ, đó là cái quyết tâm đi. Và lần này là chị bật vô âm tính cho đến giờ luôn. Dạ. À, nói cắt đứt luôn. Nói tốt. Tết để về cũng không về. Không luôn. Dạ. Không tiền, không bạc, không nhắn tin, không hỏi thăm bạn bè, luôn cả những người bạn bè ở khu vực. Dạ. Rồi đó là quan điểm, đó là suy nghĩ của anh. Là hiện tại bây giờ là chị đang muốn trốn tránh cái việc gì đó. Và hoặc là đang có một cái nỗi buồn nào đó. Đúng rồi. À, mình tìm không nếu ra. Như mà theo suy nghĩ của anh á, em cũng rất đồng ý. Nhưng mà có khi nào anh nghĩ rằng là bản thân là vì cái cuộc sống gia đình nó chật vật quá. Mà đôi khi nhé, em nói đôi khi bản thân trong người chị đang có một mắc căn bệnh nào đó. Và chị không muốn làm khổ đến chồng con đó. Có khi nào anh có thấy là trong cuộc sống hàng ngày chị có biểu hiện của bệnh tật nào đó không? Không, em biết là bệnh nhưng mà nó không đáng kể. Ừ. Có bệnh nhưng mà ví dụ như bệnh phụ nữ thì nó cũng chưa có gì đáng kể. Tại vì là em cũng thăm dò con cái này hết rồi. Nhưng mà bệnh thì em nghĩ là tại vì trước vợ nó đi á, là cháu nó đi hồi tháng 6, là trước tháng 6 đó là nó có làm một cái xét nghiệm. Tại yeah. vì trước đó là nó làm tập vụ ở trường học là yeah. nó chuẩn bị làm cái hồ sơ với xét nghiệm tất cả xét nghiệm tổng quát á, là yeah. mà mình nạp cái đó vô trong cái trường học rồi làm việc cho cơ quan. Yeah. Thành ra là cái giấy xét nghiệm đó là em coi là thấy không có vấn đề hết. Yeah. Nó không có vấn đề hết. À. Còn nói về bệnh đó thì ví dụ như một căn bệnh nào đó mà nó không thể mà chia sẻ cho người nhà được thì em nghĩ không có. Tại vì á, nếu một người phụ nữ hoặc là người thanh niên nam nào mà bước ra ngoài sống mà để trốn tránh tất cả thì sức khỏe phải mạnh mới đi làm được, mới đi làm mới bươn chải mới sống được. Còn nếu mà một người mà nếu mà trong mình nó có căn bệnh mà gì đó mà không muốn chia sẻ trốn tránh á thì em nghĩ là bệnh đó nó không đáng nguy hiểm. Không à, ý em nói là đôi khi là chị không muốn tạo, đôi khi thương chồng thương con, không muốn tạo gánh nặng. À, chị muốn, ý em nói rằng là chị muốn từ mình đi kiếm tiền để từ mình chữa căn bệnh đó, hoặc là đến một cái điểm từ thiện nào đó, hoặc là đến một cái điểm chữa bệnh nào đó mà chị muốn hết bệnh thì chị quay trở về. Ví dụ như em nói thật với em là hiện tại bây giờ là những cái người phụ nữ bây giờ á, phần lớn cũng em cũng gặp một phần số hình như vậy rồi. Họ đang mắc mình căn bệnh mà họ ví dụ như là bị u sơ tử cung này hoặc là về cái u vú rồi vậy đó, và họ biết được ở đâu đó có cái điểm chữa bệnh mà giống như họ sợ mà họ mà nói ra là sợ trong gia đình ngăn cản không cho đi, cho nên họ là lấy cớ đi làm để họ đến đó họ chữa bệnh.
đó là có một cái trường hợp như vậy em. À, thì dạ, em cũng nghĩ vậy. Rất nhiều quan điểm, rất nhiều suy nghĩ để cái chuyện câu chuyện mà của anh là về lý do mà chị em cũng mất tích, là có thể là do bệnh tật mà chị vì thương chồng thương con này, dạ, là một này. Hai nữa là nếu như nói như anh á, quan điểm của anh là chị không có cái chuyện mà lăng nhăng lên ở ngoài mà theo bồ bịch kỳ học gì đó, hoặc là bì đó ai đó, thì cái đó chuyện đó là theo anh cũng không này, không tức là có nhiều lý do không. Nó, thì mấy cái đó thì nói chung á là mình suy nghĩ nó ít lắm, nó yeah, nó ít nghiêng về hướng đó. Dạ. Yeah. Em nghĩ thì ví dụ như căn bệnh có bệnh đi thì cũng nên chia sẻ cho người nhà. Một mình không thể nào đánh giá được hết đâu. Dạ. Yeah. Em cũng mong á là chương trình là tìm kiếm được, nếu mà thật sự có bệnh, vợ nó thật sự có bệnh thì ở gia đình mình nó cũng anh em cũng chung tay đánh giá được. Yeah. Không phải nhà mình nghèo mà mình phải trốn tránh, mình tự lo cho bản thân mình. Yeah. Không tốt. Dạ. Yeah. Em nghĩ vậy, thành ra mới nhờ để đến chương trình để tìm kiếm được thông tin. Tại vì bệnh á, nếu một căn bệnh, ví dụ như giờ ung thư tử cung, thứ nhất là phải giải quyết bằng dao kéo nó mới triệt để được. Hai là sử dụng về thuốc. Còn nếu mà nói về mà trị thuốc nam á thì nó cũng mơ hồ lắm. Yeah. Nó mơ hồ lắm. Nếu mà về mà một cái khối u á mà trị về thuốc nam thì nó mơ hồ lắm. Ta giải quyết về dao kéo thì bác sĩ con em cũng sắp sửa ra trường thì nó cũng có hướng, nó cũng hiểu biết được. Yeah. Là ví dụ như giờ mẹ bị một căn bệnh mà ung hay gì đó thì mình cũng cần phải có người nhà, cái thời gian mà có người nhà người ta mới tạo cho mình cái đó là đó là cái suy luận của mình thôi. Thì đó suy luận là, tức đấy, là ý em hỏi em là trong quá trình mình chung sống vậy á, có khi nào phát hiện ra là vợ có cái nỗi buồn gì đó nói về bệnh tật của mình không? Không anh, nó không bao giờ nói, nhưng mà em biết á là không đến nỗi nguy hiểm. Tại vì á là những cái lần mà sinh sống vợ chồng cũng sống chung với nhau thì em biết. Tại vì á là em cũng khuyên vợ em là nó bị viêm nhiễm thôi, viêm nhiễm bộ phận ngoài. Dạ, dạ. Em cũng có nói vợ cũng gán cử này kia. Dạ, rồi. Dạ. Nhưng mà phát hiện lên ung thư thì nó rất là khó. Tại vì phải đi khám ấy nè. Dạ. Còn khám ở đi vào chỗ nhà trường, trường học á thì nó chỉ mới khám bên ngoài và nó khám như là khám sức khỏe bình thường thôi, nó chưa thể phát hiện được những cái dấu ấn nó được. Muốn cho ấn nó là mình phải đi vào đến cái chỗ là nội soi. Yeah. Nội soi bộ phận trong. Yeah. Có nội soi có giấy tờ. Yeah. Là ta trả lời trong cái kết luận đó là nó không có vấn đề. Yeah. Thì đó thì em nói là cái hướng là có cái suy nghĩ như vậy không thôi. À, tại vì em nghe em kể thì em lọc và loại bỏ bớt những cái vấn đề như là vấn đề chuyện tình cảm trai gái là không có nè. Bản thân em thì cũng có lỗi gì với vợ để vợ buồn. Rồi bản thân chị thì cũng không phải là một người phụ nữ cũng thương chồng thương con, chứ không phải là một người lăng nhăng đúng không? Thì cái vấn đề đó mình loại bỏ. Dạ. Vậy có khi nào là chị có cái nỗi buồn như em nói này, đôi khi bệnh tật, hoặc là đôi khi là một cái chuyện, đôi khi là trong quá trình ở làm ăn ở đây nè, chị hoặc là chị có bị vấn đề như là tiền bạc đó, thì tiền bạc nó cũng nghiêng về hướng nó nhiều lắm. Có thiếu nợ thiếu nần gì không mà để địa phương này thì nói chung thì vợ em nó làm ăn thì nó rất là tốt. Dạ. Nhưng mà nợ nần thì em người chủ ở đây thì nợ nần nói chung cũng có, nhưng mà nó không có đáng kể. Dạ. Em thì nói chung cũng lo được. Dạ. Tức là cái vấn đề đó chân không để nổi mà. Không để nổi mà để mà tức là trong quá cuộc, đúng rồi quá mức. Đúng rồi, trong cuộc sống thì ai cũng phải có, không ai mà gọi là gọi là đầy đủ dư dả hết, ai cũng phải vay mượn thôi để dạ, mà sinh sống. Nhưng mà cái đó thì nó cũng chưa đáng kể. Dạ. Mà mình phải chạy trốn. Dạ. Cái phần đó thì nói chung cũng có, nhưng mà nó chưa tới mức độ mà mình phải quá nhiều người ta phải thử. Nhưng mà đôi khi á, đôi khi có những cái mà chị cô chưa có những cái mà đôi khi mình không biết được. Nếu mình mà đã biết được thì là mình đã lường trước. Dạ, được rồi. Dạ. Không có những cái vấn đề mà đôi khi như vậy đó. À, vì thấy cuộc sống của mình vất vả quá. Dạ. Thấy anh cũng nỗ lực đi làm, anh cũng làm thợ hồ thì thực ra là thu nhập cũng đâu có được nhiều. Dạ. Đúng không? Dạ. Hai vợ chồng thì cũng đang ở cái nhà mà cái nhà tình thương. Dạ. Cái nhà là nhà tình thương của nhà nước lo, cho nên là cũng là chưa phải là cái tiền mà ấy. Dạ. Thì đôi khi rằng là chị đột phá làm cái việc gì đó. Dạ. Mà đôi khi là chị mượn tiền để buôn bán cái gì đó mà đôi khi nó không được thành công chẳng hạn. Dạ. Đó, và chị tìm một cái phương án nào khác. Dạ. Đó đôi khi như vậy mà mình không hề biết được. Dạ. Thì tóm lại câu chuyện của anh á thì cũng không phải liên quan đến chuyện tình cảm hoặc là cái gì nữa đó thì. Dạ.
và anh cũng suy nghĩ rằng là chị vẫn bình an đi làm. Nhưng mà em nghĩ có đi làm. Vẫn có đi làm, nhưng mà tại vì chắc là đang chờ một ngày nào đó nó ấy thôi. Thì vậy qua câu chuyện ngày hôm nay, anh ví dụ như chị xem được cái câu chuyện này hoặc là người khác ai đó họ xem họ biết được thì anh muốn nhắn nhủ gì với chị? Thì nhắn nhủ thì cũng như nhờ trong biết ở nhà biết cái thông tin của người vợ đang làm ở đâu, có sức khỏe có tốt hay không. Dạ. Thì đặng cho gia đình nó còn hai đứa nhỏ cho nó an tâm. Dạ. Như gia đình ở đây thì nói chung cũng còn người mẹ già tám mấy tuổi không biết rụng chừng nào. Dạ. Thành ra là cũng cần cái sự cái con cái với mẹ cha nó cũng được biết thông tin nhau. Thí dụ như người vợ giờ đi làm nó không muốn nghe chuyện nhà thì cũng không sao, nhưng mà cái quan trọng ở người nhà mình á thì cũng phải biết cái thông tin của người đi làm như thế nào, có được mạnh khỏe không. Con trai của anh, con trai lớn á, con có muốn nói gì không? Chú thấy là con lớn rồi, trưởng thành rồi, là sinh viên năm thứ năm của trường đại học rồi. Con có ngại ngùng gì khi mà con muốn chia sẻ trên đây không? Nếu mà mọi người mà xem được cái video này á, thì nếu mà có thông tin hoặc là bất cứ cái thông tin hay là cái gì khác thì hay là mẹ có thể xem được cái này thì hãy liên lạc rồi với gia đình, tại vì mình là gia đình mà đâu có gì phải là giấu giếm với nhau đâu. Có gì có khó khăn hay là có bất cứ cái hay là thiếu nợ hay là vấn đề về sức khỏe gì nữa thì hãy chia sẻ với nhau chứ không nên mà phải giấu giếm gì vậy. Chuyện gì cũng có thể mà giải quyết được, mà đâu phải mà không thể nào mà một mình mà có thể mà giải quyết hết tất cả. Rồi thì cảm ơn con. Từ lúc mà anh, em có nghe là anh là bị nhiễm virus siêu vi B và viêm gan siêu vi B và bị sơ gan hóa. Chị có biết được điều này trước khi chị bỏ đi hay là trước khi chị đi làm hay là sau ạ? Chị có biết trước điều này không? Không có biết trước. Nhưng mà khi đi làm á là đi làm là ở ngay chủ cái quán phở đó. Mình đi lên chỗ đó và đem cầm cái tờ xét nghiệm đưa cho vợ coi. Có. Dạ. Là vợ biết là từ lúc ở chỗ quán phở. Dạ. Biết từ. Dạ. Rồi. Là. À, rồi được rồi. Hàng ngày anh đi làm thu hồ. Thực sự mà nói thì anh có đối với bản thân anh á thì anh thực sự là anh có quan tâm đến vợ con. Anh cứ nói thật, chia sẻ thật, tức là mình tròn là trách nhiệm của người cha người chồng á. Nhưng mà cái bản tánh mình á thì có hay nhồi nhạt gì không? Bản tánh mình lúc trước á thì tại vì hay đi làm rồi nó cũng ít có quan tâm ở nhà nhiều. Dạ. Mình đi làm rồi về nhiều khi bạn bè uống nhậu này kia rồi tới tối mới về. Dạ. Rồi sáng nó lại đi làm nữa. Dạ. Còn thời gian sau đây thì nói chung là cũng lo cho mấy đứa nhỏ thì cũng chạy làm cũng rất nhiều. Vợ con thì nói chung mình cũng chia sẻ những công việc. Tại vì như việc nặng nhọc này kia là mình cũng hay hỏi thăm. Tại vì bản tánh vợ nó cũng hay lạnh lùng á. Bản tánh nó cũng hay lạnh lùng. Thôi xin thưa quý vị, thưa cả nhà, vừa rồi thì quý vị đã được nghe anh Sơn, chồng của chị Điều, đã chia sẻ về câu chuyện mà anh đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, của những quý vị khán giả của kênh Tin Nóng Từ Dân để tìm lại người vợ của mình. Nếu như ai biết được cái thông tin của chị Điều ở đâu, hoặc là chị Điều đang xem cái video này, xin chị hãy hướng về gia đình, hướng về chồng của mình và đặc biệt là hai người con của mình. Một đứa con thì đang chuẩn bị ra trường, đang học đại học y năm thứ năm rồi, chỉ còn một năm nữa. Rất mong chị hãy quan tâm đến tương lai của những đứa con.
về để chung tay cùng với chồng của mình để cho cháu có được học hành đến nơi đến chốn và được trưởng thành để sau này có thời gian để mà có điều kiện để mà báo hiếu lại cho cha mẹ. Và một người con còn nhỏ nữa, còn nhỏ, và vì lý do là cháu cũng còn nhỏ cho nên là xin phép được là không có đưa hình ảnh của em lên nhiều ở trong cái video này. Và cũng mong rằng là chỉ lướt qua cái hình ảnh mà vừa rồi em có đấy, có quay lên một chút xíu về đứa con nhỏ của chị. Mong rằng là chị hãy vì những đứa con của mình, nếu chị có gặp khó khăn gì, có gặp vấn đề gì thì hãy cùng ngồi với chồng con, cùng với gia đình để giải quyết mọi vấn đề. Đó là cái thông điệp mà anh Sơn, chồng của chị muốn nhắn nhủ đến, đúng không anh Sơn? Dạ. Rồi thì sau đây thì Sơn Dũng xin được chia sẻ với mọi người về một số hình ảnh của chị. Và xin phép anh Sơn luôn là anh đồng ý cung cấp cho em, đồng ý cung cấp cho em những cái hình ảnh này và được quyền chia sẻ lên trên mạng. Và anh không có kiện cáo gì về sao? Dạ, không có anh. Dạ, rồi anh phải nhất trí như vậy thì em mới có thể đưa được những hình ảnh này lên. Và những hình ảnh này nếu quý vị vô tình gặp chị ở đâu thì xin hãy làm ơn báo dùng cho nó với chị biết rằng là gia đình đang tìm kiếm chị và đang rất là mong mỏi tìm kiếm. Và cũng báo về cho gia đình của anh Sơn. Lát nữa thì Xuân Dũng sẽ cung cấp số điện thoại của anh Sơn ở đây quý vị nhé. Thì được sự đồng ý của anh Sơn thì hôm nay thì Xuân Dũng xin phép được đưa những hình ảnh của chị lên. Thứ nhất ở đây là một cái đơn tường trình mà anh Sơn đã đi đến tường trình về cái sự mất tích của vợ, báo tin cái từ sự mất tích của vợ ở cơ quan chức năng, ở công an của thị trấn, huyện và tỉnh Đồng Tháp rồi. Đầu tiên là như vậy. Và Dũng xin được cho mọi người biết đó là cái tên đầy đủ của vợ của anh Sơn mà bị mất tích, đó là chị Trần Kim Điều, chị sinh năm 1974. Trần Kim Điều, và quê của chị thì ở xã An Khánh, thị trấn Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp quý vị ha. Đó là cái thông tin từ sổ hộ khẩu rất chính xác. Và sau đây thì xin mọi người lướt qua một số hình ảnh của chị nhé. Trong quá trình chị đi thì chị có mang theo một chiếc xe máy anh Sơn? Dạ không, em cái đi mình không à anh ơi, bây giờ là quần áo đồ nó gãy về nhà hết rồi. Thì giờ cái ngày mất tích đó anh Dũng, giấc tối đó người ta báo là đi khỏi nơi làm đó, rồi là sáng hôm sau là khoảng 3 giờ chiều hôm sau là xe Phương Trang nó kêu em ra nhận quần áo gì hết trơn. Ồ. Dạ. Nhận hai giỏ. Tức là trước về là chị có ý đồ đi đâu đó. Dạ. Về là trước khi đi là chị muốn gửi hết áo quần về ha. Dạ. Từ hồi đó đến giờ em hỏi về cái hơi một chút xíu bên lề là trong quá trình đó thì anh chị có chị anh có đi coi bói có thầy gì không? Dạ có, nhưng cũng người ta nói sao? Người ta nói thì vợ em đi làm đó, hiện tại nó đang là còn đi làm gì đó, nhưng mà em cũng đi cũng rất nhiều chỗ nhưng mà không có kết quả để vợ mới về. Tức là đi coi bỏ thì thầy nói vậy, nói là chị vẫn còn sống và đang đi làm ở đâu đó. Dạ. Nói chung là còn sống á. Dạ. Thì em thực sự với anh thì nãy giờ em đến đây á thì em vẫn có cảm giác là như vậy á nè. Dạ. Dạ. Chị đang có một cái nỗi lòng nào đó thôi. Dạ. Ông bên em nghĩ rằng là chị đang có một nỗi lòng nào đó. Dạ. Ông bên điều tra thì người ta nói có một nỗi khổ. Em nghĩ thì nỗi khổ rồi, chỉ có vấn đề về bệnh thôi. Dạ. Nhưng mà bệnh thì cũng cần phải có người nhà mình. Em cũng có cái suy nghĩ như vậy á nè. Dạ. Bệnh thì cũng phải có người nhà mình nó mới tốt hơn. Dạ. Có người chia sẻ nó mới mau bình phục được. Dạ rồi. Sau nó cũng rủ em đi nhiều lần nhưng mà chưa có điều kiện. Rồi sau nó đạp vợ đi làm ở nhà em cũng thấy cũng buồn, trống vắng, người nó đạp vợ nó không có đi rồi mình thôi xin lên hiến máu cũng tốt. Dạ. Rồi sau lấy máu ra thì tao nghi ngờ mình bị viêm gan. Rồi nó mới kêu em á thôi đi ra một cái bệnh viện lớn để làm xét nghiệm kỹ lại. Thì đi làm xét nghiệm ở ngoài Sa Đéc, người ta thông báo là bị viêm gan siêu vi B thôi. Mới đi thẳng lên Sài Gòn.
Dạ. Vô bệnh viện nhiệt đới á, thì nó mới phát hiện ra là bị xơ gan F2, thứ dạ. hai nữa dạ. là nó hai bệnh. Cái này anh không có kiêng cử vậy thì nó dễ dạ. qua ca lắm á. Dạ đúng rồi. Dạ. Lúc đầu nó cũng vất vả, giống là như cái thời kỳ đầu á, mình mới vừa lên chảnh mình làm xét nghiệm về đó, như 1-2 tháng đầu nó rất vất vả lắm. Dạ. Rồi bây giờ thì nó vượt qua được rồi. Dạ. Như nó qua được thời gian rồi, ừ. như nó khẩu được rồi. Dạ. Khẩu được rồi mình giờ khỏe rồi. Dạ. Lúc đó em đi làm cũng được. Dạ. Nó sốc. Dạ. Giờ cũng đỡ, nó ổn rồi đi làm được. Em nhỏ đây là bây giờ học lớp mấy? Dạ học lớp 8. Lớp 8. À dạ. Trên tiếng tên tiếng Lộc, còn là tiếng Pháp. À. Tiếng Pháp, tiếng Lộc. Dạ. Ừ. À, chị hồi trẻ xinh gái ha. Dạ, đẹp gái chứ. Dạ. Anh cũng may mắn lắm mà lấy được chị nè. Dạ. Đó. Hồi xưa cũng vàng hoa khôi đẹp gái ở đây đó. Quê của anh là ở đâu anh Sơn? Dạ. Quê anh ở đâu? Dạ, quê ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh. À, An Khánh, dạ. Châu Thành, Bến Tre. Dạ. À, vậy là trên cái đường mà về nhà Khoe đó, Tân Phú đó. Dạ. Dạ, nhà của Khoe là ở hướng về đó. Dạ. Dạ. Thì đây. Từ bữa mà mất tích đến giờ là anh đi tìm chị mấy lần rồi? Rất là nhiều lần. Nhiều lần rồi. Cũng đến những cái chỗ hơn 10 lần rồi. Anh cũng lên Sài Gòn có tìm. Dạ, anh có lên những cái chỗ cũ đó làm không? Có, lên cái chỗ cũ, ngay chỗ chị, cái quán phở đó là tên, cái người chủ tên Hiền. Dạ. À, có lên đó là đi khám bệnh rồi sẵn ghé qua thăm chị Hiền, nhưng mà không có báo trước. Dạ. Cái mình đi, mình không có báo cho chị trước, mình qua bất ngờ. Dạ. Để mình lấy thông tin, nhưng dạ. mà qua bất ngờ thì thật chất là không có ở đó. Không có chị ở đó. À, dạ. Là người ta nói thiệt tình. Dạ. À, hiện tại bây giờ anh có liên lạc được với chị qua số điện thoại hoặc là Zalo, Facebook gì không? Cái chị chủ hay là vợ? Chị vợ ấy nó. Không. À, có cái nick đó vẫn còn hoạt động, còn hoạt động nhưng mà không biết là cái máy đó ai xài. Tại vì á là cái nick Zalo đó là em nhắn tin vô đó, nhưng mà một thời gian là thấy có xem. Có xem mà không trả lời, nhưng mà cái nick Zalo đó là em lấy một cái máy của đứa con nè, là em nhắn tin qua thì để lâu lâu thấy có xem nhưng dạ. mà không có trả lời mà điện không được. Dạ. Cái số điện thoại đó là cái số điện thoại của vợ em đó, là em biết đó là cái số đó là vợ em nó xài là thuê bao trả sao. Em có nó đi theo hơn 6 tháng mà em ra thì khi em đóng tiền cho nó là đóng thai á, cho nó là 4 tháng. Dạ. Đóng tiền. Giờ bây giờ vẫn còn đóng không hay là người ta cắt? Tại vì bây giờ là 2 tháng, nếu mà 2 tháng không có đóng tiền dạ. cho người ta thì nó cắt. Đúng rồi, cắt nếu mà người ta là xóa số luôn á, lấy số dạ. luôn á. Dạ. Nếu mà đóng thì nó mở lại. Em vẫn đóng bình thường nhưng mà không liên lạc được, không gọi được. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái Zalo thì thấy còn kích hoạt. Dạ. Nhưng mà lâu lâu thấy em biết là tại vì nó có ngày tháng trên đó nó đúng rồi mỗi lần đăng nhập á để lâu cái nó nổi ngày tháng. Đúng rồi Zalo thì cái đó dạ. Dạ em thấy còn nhưng mà cái máy đó không biết là ai xài, nhưng mà mình điện á mình thấy có lâu mình thấy nó đang truy cập cái mình điện vô là tắt. Dạ. Cái đặc điểm riêng của chị á, của vợ nè, thì anh có thể tả qua cho một chút là chị cao khoảng người như thế nào, cao da trắng như thế nào? Khoảng 1m62. 1m62 là cũng cao nặng, à? Nặng cao hơn em đó. Dạ, cao hơn anh. Rồi. Nặng khoảng chắc khoảng 63-24 kg. Dạ. Chị da trắng. Dạ. Nước dai em nghĩ là da trắng 63-64 kg da trắng. Dạ. Tóc dũi nè, chứ không phải uống. À. Tóc dũi thẳng. Dạ. Ở bên tai đây nó có cái thẹo này đây. À. Có cái thẹo. Có thẹo kim này. Bên tay trái á. Tay trái hả? Tay phải. Đó, gì? Bên nhưng mà hướng. Là... Dạ. Tay phải không? Này. À tay phải. Hơi xéo đây nè. Dạ. Dạ. Trên là. Dạ, đây. Ở trên cái môi chỗ này nó có cái một ruồi nhỏ xíu à mà màu hơi son son. À màu son, nốt ruồi son. À, ở trên môi. Xíu à nhìn dạ. thấy kỹ mới hay. À dạ. Rồi. Được, cảm ơn anh. À, thưa quý vị, trước mặt quý vị đó là
chị ruột của chị Điều là vợ của anh Sơn mà đang bị mất tích và cần sự tìm kiếm của quý vị đó. Chị Điều có thể chia sẻ cho em một chút thông tin gì về em gái của mình. Chị Nam có thể chia sẻ một chút thông tin về em gái của mình và chị có muốn nhắn nhủ gì về em gái của mình qua cái video này không ạ? Tôi cũng nhắn về nếu mà em có gặp được, có xem được cái thông tin này. Thì em cũng về mẹ già mẹ đang bệnh yếu. Em thì có hai đứa em nhỏ, em còn một đứa em gần trường. Em cũng chị giờ chỉ có mấy con nói vậy thôi chứ chị cũng không biết nói gì hết, mà em cũng cố gắng gì. Giờ gia đình đang mong em. Theo chị Năm thì bây giờ chị Điều á, chị Điều là bị là chị Điều đang bỏ đi hay là chị Điều bị mất tích? Theo tôi nghĩ chắc có lẽ là chắc đi bỏ đi chứ không có mất tích. Tôi nghĩ là vậy. Tại vì Zalo thì tôi thấy thì nó cũng giống như Sơn nói vậy đó. Thì nhắn tin thì có nhắn mà thỉnh thoảng nó mới coi mà nó không trả lời. Mà không biết Zalo đó là không biết em mình nó coi hay không hay là người khác coi. Thành ra tôi nghĩ là chắc không mất tích. Theo chữ quát như giống ăn tôi nghĩ vậy. Vâng, thưa cả nhà, thưa quý vị, nếu quý vị có biết được thì Điều vợ của anh Sơn đang ở đâu thì có thể liên hệ gọi về cho anh Sơn qua số điện thoại 0374 588 898. Xuân Dũng xin được đọc lại 0374 588 898. Rồi, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này và giúp đỡ cho gia đình anh Sơn, những đứa con anh Sơn được tìm lại mẹ để và cũng mong rằng nếu mà chị Điều có xem được cái video này, cũng mong chị vì chồng vì con vì tương lai của gia đình và của các con thì xin hãy liên hệ lại với gia đình để gia đình được yên tâm. Trước hết là chị có thể chưa tạm thời chị có thể chưa về nhà nhưng mà cũng lo lắng rằng là cho mọi người được biết rằng là chị hiện tại vẫn đang khỏe mạnh là được rồi. Còn cái câu chuyện nếu có vấn đề gì thì hãy cùng với gia đình để tháo gỡ. Không có việc gì là không có hết khi mà có sự đồng lòng chung tay của vợ chồng và có sức khỏe chị nhé.